Ok, chào các bác. Giới thiệu với các bác là hai mẫu lồng. Mẫu lồng này thì là gọi là mẫu lồng quả bầu Hono. Đó. Và mẫu lồng này tôi gọi là mẫu lồng hình trái chám cắt đứt. Thì hai mẫu lồng này dùng để nuôi đa đa. Đó. Nuôi đa đa. Thế thì tôi sẽ giới thiệu từng cái một. Đây là cái mẫu lồng này thì là hình trái chám cắt đít. Thì cái cấu tạo nó như sau. Thứ nhất là cái quai sách này là nó bằng cật tre. Đó. Thứ hai là nguyên liệu chung của nó là bằng tre và bằng mây. Ví dụ, và một cái cửa này là bằng sắt. Đó. Ví dụ như cái cửa này này là bằng mây, bệnh bằng mây đây. Đó. Còn đây là cật tre, đây là cật tre. Đây là cật tre và các lan bằng tre. Tre cật nhá. Và vót rất là gì? Cẩn thận, đó. Đây là người làm là họ cũng rất là cẩn thận trong cái việc là phải sơn. Đó. Thì cái cửa của nó thì cơ chế như sau. Đây là cái cửa. Đó. Đây là cái cửa. Đóng đây, đóng vào. Và cái chốt của nó đây. Chốt của nó đây, xoay xuống dưới. Hãm lại. Đó, mở không mở được. Và gì? Và mở ra. Đó. Còn cái phần bên trong là cái phần, cái này nó gọi là cái đáy. Đáy bằng mẹt. Đáy bằng mẹt. Đó. Đáy như vậy. Đáy bằng mẹt. Ba chân. Mỗi một chân là bằng cật. Để. Đó. Đó. Thì một số bạn trước tôi bán thì một số bạn có hỏi là cái đường kính của nó là bao nhiêu. Đấy. Cái đường kính của nó thì tôi không mang trước, tôi sẽ minh họa một cái. Cái đường kính nhá. Đường kính. Đó. Đường kính của nó là đúng là phủ bì. Phủ bì là bằng cái này luôn. Đó. Và đường kính của nó dài đúng bằng cái này. Đó, cái này nó gọi là cái chống máy in. Thì tôi sẽ minh họa cái găng tay của tôi là 20 cm. Đó. Và đây số phần còn lại là 4 hoặc 5 cm nữa. Đó. Cái phần còn lại là phần này. Thì là tôi cứ gọi là 25 cm. Đó. Phủ bì nhá. Thì với cái kích thước như này thì chú đa đa của chúng ta là gì? Đứng là vừa phải. Vừa phải. Có những người người ta thích nhỏ hơn, có những người thích to hơn. Thì nếu như các bạn thích to hơn thì các bạn đặt cái loại 26, 28. Đó. Còn cái lượng thích nhỏ hơn thì các bạn có thể đặt giảm đi. Đó. Tất nhiên to thì sẽ thêm tiền và nhỏ thì sẽ bớt tiền. Đó. Tôi nghĩ là như này là sẽ là cái mức vừa phải. Ở cái phần đỉnh mái của nó đây thì các bạn thấy là gì? Nó bằng một cái tấm vải xốp. Đó. Đó, màu xanh xanh đấy. Êm. Không phải là xốp mà bằng vải. May rất khéo, tròn trịa. Để nó làm cho con đa đa nó không thúc đầu lên, nó không bị chọc đầu, nó không bị đau, không bị chảy máu đầu. Đó. Thì cái này thì các bạn có thể là nắp cái máng cho nó ăn ở đây. Các bạn có thể treo một cái máng ở đây và nó thò đầu ra nó ăn. Đó. Ăn uống có thể nắp ở đây. Ăn ở đây. Đó. Thì cái này thì là cái phần trên này nó là lan thưa. Đây. Thì quý vị các bạn có thể là góp ý
để làm ra những cái lồng theo cái phong cách từ cái này suy diễn ra thì các bạn có thể gọi là 0163 5305982. Nói chung là chúng tôi sẽ điều chỉnh để làm sao có được những cái mẫu lồng nó đi vào sử dụng nó hợp lý nhất, nó phong cách nhất và cái giá cả cũng đi vào nhiều người nhất. Đó. Thì như cái này nếu như các bạn quăng dầu xong rồi mà các bạn hong được gọi gác bếp á, thì được quá là tuyệt vời. Nó sẽ màu ngà ngà và những cái cật này nó sẽ bền bỉ hơn. Đó. Thế mà có một số vấn đề là các bạn cứ hỏi vào cái này thì lúc thay cát thì bất tiện, nhưng không phải đâu. Bản thân tôi nuôi một con đa đa mộc cho vào đây và cho cát vào đây thì tôi thấy là nó rất đơn giản thôi. Các bạn cứ nghiêng ra thế này thôi, con đa đa nó vẫn đứng im. Và các bạn bỏ ra ngoài, các bạn vỗ vỗ này này là cát nó cũng sẽ rơi ra hết nó. Và các bạn lại đổ cát mới vào. Thực ra con đa đa nó cho vào cái lồng này rất là nhanh thuần các bạn nhé. Cái mẫu lồng hình trái chám, trái chám cắt đít này này đó. Đấy, cái mẫu lồng này là các bạn tôi thấy bản thân tôi sử dụng là tôi thấy quá ok. Đấy. Làm thì cái độ bền rất là cao, tính mỹ quan thì rất là ok. Đấy. Mà đặc biệt là nó rất là chắc chắn. Đấy. Các bạn có cảm giác như là mình có thể là cái phần này rất là mát chắc chắn. Đấy. Cái mẫu lồng này thì nó mau hơn cái mẫu lồng hình quả bầu hồ lô kia. Hình trái chám cắt đít này thì nếu như mà phun sơn hong bếp đầy đủ đó, giá cho một cái lồng này nhá là 550k. Và bên mình nói trước là không gì cả, bên mình có bán khu gáy và chim đa đa, và các bạn chuyển tiền trước, các bạn chuyển tiền trước hoặc là các bạn đặt cọc một phần nào đấy thì chúng tôi mới chuyển đi. Và chuyển thì theo hệ thống ship hàng của Viettel. Đó. Nếu như các bạn nào ở khu vực miền Bắc thì các bạn có thể là nhờ người, nhờ xe nào đấy giao nhận tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đó. Hoặc là các bạn có thể chuyển khoản đến chúng tôi sẽ gửi nhà xe. Gửi nhà xe thì các bạn nhận thì các bạn thanh toán tiền cước riêng cho nhà xe. Nếu các bạn ở khu vực miền Nam, miền Tây ấy, thì các bạn nên chuyển khoản trước bởi vì nó xa, mà cái lồng chơi thì cũng vài trăm nghìn. Nên nhiều bạn cứ hỏi bảo là thế nhỡ chuyển tiền mà không chuyển hàng thì sao? Thì cái đấy thực sự là khó. Nó trong cuộc sống nó có những cái mà là rất là quan trọng. Đó là uy tín. Đấy. Bản thân một năm tôi bán một lượng chim cu gáy ra rất là nhiều, chim đa đa rất là nhiều, và đặc biệt là những cái lồng chim cu và lồng đa đa nữa. Đấy, tôi cũng bán đà điểu nữa. Thì có những người ta chuyển ở Gia Lai, người ta chuyển mười mấy triệu, mới đầu người ta cũng rất là e rè, nhưng mà sau khi đó là chúng tôi cũng sẽ đã giao hàng đầy đủ, và từ những người đó mà những người ta giới thiệu những người khác thì người ta sẽ lấy hàng. Đương nhiên là người ta sẽ chuyển tiền trước. Thì sau 1-2 năm thì cái thương hiệu của chùa của Thao Chim Cu Gáy cũng đã có chỗ đứng trên thị trường, thì cũng đã ok. Bởi vì là cái này thì nó không, bản thân chúng tôi anh em các bác ở quê đây là làm thủ công, nó không như là những cái sản phẩm là làm ra nhanh chóng mà nó dễ làm được. Nên là nếu như mà có nhận với các bác thì cũng phải là hẹn một vài ngày, đợt nào nhanh thì mới chuyển được luôn, còn không thì phải cả một tuần, phải phơi nắng, phải quăng sơn, quăng dầu, thậm chí là phải hong các bếp đó. Thì cái này nó mang tính chất là nó là đam mê, và nó phải trên cơ sở là tin tưởng nhau, trong cuộc sống cũng phải lên tin tưởng nhau. Thì cái giá tôi đưa ra là 550k cho cái kích thước này và cho cái mẫu này.
với điều khoản là như vậy. Các bạn chuyển tiền, chúng tôi sẽ vào sổ, sẽ ghi phiếu và chúng tôi sẽ, tôi nói trước là giá này là chưa có ship nhé. Nếu như các bạn ship có xe quen thì các bạn nên gửi tiền cho xe ra đến khu vực Hà Nội, chúng tôi sẽ gửi và nhận tiền luôn. Còn nếu như các bạn chuyển qua hệ thống Viettel thì họ cũng sẽ chuyển đến tận nhà và các bạn sẽ giả tiền ship cho họ. Còn tiền lồng thì các bạn chuyển khoản cho tôi trước. Cái mẫu lồng thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các bác ở đây là mẫu lồng này, nó sẽ là mẫu lồng gọi là mình cứ gọi đặt tên cho nó, với cái hình hài của nó tôi đặt tên cho nó là quả bầu hồ lô. Thực tế là nó giống một cái hồ lô, giống một cái quả bầu hồ lô. Thì cái phần quai của nó là bằng xương sắt và nó được bện bằng cái sợi mây. Và cái cửa của nó thì cũng như vậy thôi. Cái cửa của nó thì đây là cái phần mở cửa. Đây là cái phần mở cửa. Cửa đó. Này. Vặn đây và vặn xoay cái này cái là nó khóa lại, hãm lại. Cái này thì ở cái phần chiều dài vanh ngoài nhất của nó này. Đó. Nếu như đó, tôi đưa cái này là 25 cm. Đó. Và nó vẫn còn hụt mất khoảng 3 phân nữa. Vậy cái này nó sẽ to hơn một chút. Cái này nó là kích thước là 28. Cái vanh vòng này này là 28 cm. Đó. 28 cm các bạn nhé. Còn cái này là nó 25 cm này. Đó. 25 cm. Còn cái này 28 cm. Cái mẫu này thì nó dành cho những con, nó có thể là những con mồi hoặc là những con nó thuần hơn. Hoặc cái chiều cao của nó thì các bạn thấy là cái này của nó là có, là nó rơi vào tầm 28 cm chiều cao. Cái này là chiều cao từ đáy đến đỉnh là 28 cm. Còn cái này thì các bạn thấy là gì, tôi thấy là nó rất là cao. Đến đây 25, nó rơi vào chiều cao khoảng 35 cm. Cái này chiều cao 28, cái này chiều cao khoảng 35 cm. Thì cái này thì tôi cảm giác như là cái phần đáy của nó rất là rộng. Đấy. Cái mẹt này là chúng tôi có trang trí cái phần đáy của nó là rất là đẹp. Cái phần đáy của nó này, đó. Lan của nó là có lan đen và lan nó được trang trí như cái đồ, nó rất là đẹp. Đấy. Và các bạn thấy là đây là những cái cật tre. Đó. Cái gõ vào các bạn biết là nó cứng như nào. Cầm rất là chắc chắn. Đấy. Cầm rất là chắc chắn. Nhìn tổng thể. Đấy. Thì cái này thì có cái giỏ quai sách như này. Đó. 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 Cũng cái chân của nó thì như sau. Đó. Cái chân này rất là đó. Chân, ba chân. Và cái này thay cát cũng như vậy thôi. Các bạn nghiêng ra thế này và các bạn xoay xoay ra như thế này. Các bạn vỗ thì cát nó sẽ rơi ra. Và các bạn lưu ý là các bạn sẽ cho cát khô vào đây. Đó. Bởi vì là cái đồ mộc này là nó gặp nước nó sẽ không được bền. Thì cái mẫu này thì các bạn thấy là nó khá là đẹp. Đấy. Thì cái mẫu này là bán giá trần tại cơ sở là 500k. Nếu như các bạn đặt thêm một cái chụp, nghĩa là cái chụp ở đây này, cái chụp để nó kín cái phần từ đây lên thì thêm 300.000 nữa. Đó. Đấy, có một số người người ta thích cái chụp. Đó. Nếu như mà cái chụp mà các bạn có thể
dùng bằng cái gì đấy và các bạn may, các bạn dùng dùng áo lồng các bạn chụp cũng được, hoặc là các bạn có thể đặt, chúng tôi đan theo đầy đủ thì được các bạn thêm 300k đó. Thì cái này nếu như các bạn cũng như vậy thôi, các bạn hong nắng mà các bạn phơi gác bếp, rồi cái cửa cho ăn cũng như vậy thôi đó, cửa cho ăn đấy. Đấy. Thì cái clip này thì tôi cũng xin giới thiệu với anh em chơi đa đa hai cái mẫu lồng đấy. Thì mẫu lồng hình trái chám, hình trái chám cắt đít, và đây là mẫu lồng này là mẫu lồng hình quả bầu hồ nô. Cái này là 550k chưa có vận chuyển, và cái này là 500k là chưa có vận chuyển, chưa có chụp. Nếu mà vận chuyển, nếu mà chụp thì thêm 300k. Còn vận chuyển thì tôi có giao dịch tại bến xe Mỹ Đình. Các anh em ở khu vực miền Trung hất ra khu vực miền Bắc thì lên gửi tiền cho một cái lái xe hoặc chuyển khoản trước cho tôi, và chúng tôi sẽ giao nhận tại bến xe Mỹ Đình. Nếu như chúng tôi giao ở bến xe Mỹ Đình thì chúng tôi không tính cước, còn từ Mỹ Đình đổ về nhà các bạn thì các bạn có thể trả tiền cước cho lái xe. Đó. Còn nếu các bạn ở trong miền Nam thì các bạn có thể qua chỗ nhà xe Anh Khuyên ở bến xe miền Đông, các bạn có thể nhận hàng tại đấy, bởi vì nhà xe Anh Khuyên sẽ là đối tác của chúng tôi trong nhiều năm rồi. Đó. Rồi các bạn ở bến xe miền Đông thì các bạn cũng có thể là đến bến xe miền Đông thì chúng tôi sẽ có anh em làm việc ở đấy. Đó. Thì cuối video thì tôi ok để tôi các bác thấy là đây là chú chim đa đa mái cũng khá là thuần, và cái lồng này thì các bạn có thể nuôi, tôi dùng bằng cái lồng bằng inox mà tôi chế cái đai buộc cái khay nhựa này vào và tôi cho nó uống bằng cái cống này. Còn đây là cửa. Đó. Nếu các bạn mua những chú đa đa mái thuần hoặc là những chú đa đa bổi trống hoặc là bổi mái hoặc là trống thuần, thì bạn liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại là 0163 530 5982. Đó. Những chú đa đa này đã thuần rồi, mình không phải cho vào cái gì cả. Đầu không chóc, ăn sâu rất tốt. Đó. Chú này thì khoảng 4 giờ chiều nay là lên đường. Đó. Những cái lồng này các bạn có thể tận dụng và từ những cái lồng chào mào, các bạn cắt chiều cao nó vừa phải. Đó. Độ rộng cũng vừa phải. Đó. Các bạn cũng đổ cát vào đây. Thì những cái lồng này thì nó không thể đẹp bằng những cái lồng tre được, nhưng mà tôi thấy là nó cũng bền và nó cũng thoáng. Đó. Tiếp theo thì đây là chú đa đa trống. Chú đa trống này thì tôi cũng cái lồng này tôi để một cái ít cái thùng xốp lên trên, cái lắp xốp, và
Đó. Nó cũng sẽ ở đây. Đó. Chú đang trống. Đấy. Nó cũng tương đối thuần thôi. Nó cũng tương đối thuần, có nghĩa là nó không trổ, đầu không xứt các bạn nhé. Con này ưu điểm là to quả, màu đen sẫm đó. Mình cho ra mình hóng nắng một chút cho nó phẳng. Ok, với cái hai cái mẫu lồng này thì tôi sẽ đăng bán trên kênh Chim Cú Ế Hay của tôi và trên trang Facebook cá nhân cũng là Chim Cú Gáy Hay. Thì các bạn alo cho mình đặt hàng qua cái số điện thoại là 01 63 53 05 982. Tôi sẽ để theo nhiều góc chiếu phần đáy này. Phần đỉnh. Đây là cái mẫu lồng hình quả bầu hồ nỗ với cái đơn giá là chưa có vận chuyển, giá tại nhà là 500k. Có sơn và hong gác bếp các bạn. Đây là mẫu lồng hình trái chám. Bên trong đó. Như vậy là cái clip này tôi đã chia sẻ hai cái mẫu lồng với hình trái chám cắt đít là đơn giá tại nhà là 550k chưa có vận chuyển, và cái mẫu lồng là hình quả bầu hồ lô là 500k chưa có chụp và chưa có vận chuyển. Cái chụp này nếu các bạn đặt thì chúng tôi sẽ đan và chụp kín phần này, nó sẽ dựng thêm 300k nữa. Cuối video thì mong các bạn sẽ góp ý, hoặc là các bạn có thể là tin tưởng đơn vị, một đơn vị kinh doanh chim cu gáy, chim đa đa đó, và con giống đa điểu nữa là chính thống đã tồn tại nhiều năm đó.
Thật ra là các bạn cũng không phải lăn tăn gì về uy tín cả. Đó. Các bạn có thể xem trên cái trang bề dày lịch sử cũng như những cái tương tác với khách hàng. Ok ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại để các bạn W cũng như đặt hàng là 0163 5305982 hoặc là 0989177982 gặp đồng chí Thao với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và có cái văn phòng giao dịch tại bến xe Mỹ Đình và nhà xe Anh Khuyên tại bến xe Miền Đông. Mọi chi tiết các bạn cố gắng nên gọi điện thẳng, bởi vì tôi cũng là người rất là có ít thời gian. Ngoài cái việc đăng bài như này là tôi có thời gian để chăm sóc cái trại chim vu gáy của tôi. Nên là cái thời gian online không nhiều. Và đặc biệt là những các bạn chốt đơn hàng này, các bạn gọi thẳng, tôi sẽ làm phiếu hoặc là sẽ ghi âm cuộc gọi lại, tôi sẽ làm phiếu sau. Thế nếu như các bạn là tôi thì các bạn mới thấy chứ. Còn nếu như các bạn tôi mà trả lời tin nhắn hoặc là cái thời gian đấy thì tôi không làm được cái gì cả. Nên là một số bạn trên diễn đàn cứ hay nhắc là tôi bán hàng nhưng lại không trả lời. Thực ra là tôi đã đăng bài như này là đầy đủ thông tin, đầy đủ những cái thắc mắc. Và trong cái thời buổi hiện đại thì tôi muốn làm việc theo cái kiểu là nhanh, chính xác, gọn, uy tín, chất lượng. Đấy. Và tôi hứa sẽ đảm bảo những cái thông tin, những cái uy tín mà tôi đã đăng trên trang mạng YouTube và trên trang mạng Zalo, Facebook của tôi. Tôi xin phép được kết thúc video tại đây.